Thanh Nguyễn xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đang đứng tại cộng đồng người Việt tại thành phố Buffalo. Hôm nay có diễn ra một lễ kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Buffalo, New York. Kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh của chúng tôi ghi lại. Để tỏ lòng biết ơn anh linh tử sĩ và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa một thời bảo quốc an dân, để cùng hướng về quốc nội hỗ trợ tinh thần đồng bào đang tranh đấu đòi quyền sống, quyền làm người, dân chủ và tự do, Hội gia đình cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tại Buffalo và vùng phụ cận đã tổ chức đại lễ kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 tại trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc gia Buffalo, tọa lạc tại 128 Chenango Street, Buffalo, New York, vào lúc 4 giờ chiều ngày Chủ nhật 17 tháng 6 của năm 2018. Chúng tôi muốn tổ chức cái ngày chào mừng Ngày Quân lực một cách nó long trọng hơn, vì lý do là đây không phải là một cái chúng tôi chào mừng một cái chiến thắng hay là một cái vinh quang của cái người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà chúng tôi muốn truyền lại cho cái thế hệ thứ hai và thứ ba kế tiếp hiểu rõ ý nghĩa, hiểu rõ cái vai trò và trách nhiệm của cái người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mang hai cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là vai trò bảo quốc và an dân, bảo vệ cái lãnh thổ của người Việt Nam và đồng thời là giữ gìn an ninh cho người Việt Nam để chúng ta có thể có được một cuộc sống tự do và dân chủ. Đó là cái nhiệm vụ quan trọng nhất của người quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy chúng tôi muốn hàng năm chúng tôi tổ chức cái ngày này để nhắc nhở lại cho tất cả các thế hệ thứ hai thứ ba biết rằng nên đi theo con đường của chúng tôi, có thể là học tập theo con đường của chúng tôi và cố gắng làm sao để đem lại cái cuộc sống, để đem lại cho cái sự toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam và đồng thời đem lại tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Đó là cái ước muốn của tôi. Tôi đến nước Mỹ này năm 1990. Và chúng tôi đã, sau khi chúng tôi định cư tại thành phố Buffalo này năm 1991, và từ năm 1991 tới giờ là 26 năm, năm nào chúng tôi cũng tổ chức cái Ngày Quân lực một cách trọng thể. Mộng Thu xin chào khán giả của SBTN. Mộng Thu đang đứng với anh Phi Vũ, là Phó Chủ tịch của Hội Người Việt tại Buffalo. Xin chào anh. Trước hết cũng xin chào tất cả quý khán thính giả của đài SBTN. Sở dĩ chúng ta có một buổi lễ ngày hôm nay, trước hết là chúng ta nhớ đến công ơn, ghi ơn những người chiến sĩ vô danh, những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã từng chiến đấu để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam được 20 năm sống an bình dưới sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. Vì vậy hôm nay mặc dù chí lớn không thành, nhưng họ là những người đã đổ xương, đổ máu để giữ cho Việt Nam, miền Nam Việt Nam của chúng ta được 20 năm hòa bình. Chúng tôi xin tri ân họ, cho nên chúng tôi đã làm buổi lễ hôm nay. Hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2018, nhằm ngày 4 tháng 5 Mậu Tuất, từ thành phố Buffalo, tiểu bang New York, Hoa Kỳ, chúng tôi, cộng đồng người Việt quốc gia, gia đình cựu quân nhân công chức Việt Nam Cộng Hòa, đồng thiết lập hương án, đốt nén nhang thơm, kính thỉnh anh linh chiến sĩ trận vong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chứng minh tấm lòng thành, kính tri ơn công trạng vị quốc vong thân của toàn thể quý vị. Trong suốt 20 năm, miền Nam Việt Nam dưới chế độ tự do nhân bản đã được quân lực Việt Nam Cộng Hòa hết lòng chung sức bảo vệ trước trăm ngàn cuộc tấn công xâm lược của kẻ thù phương Bắc. Bè lũ tay sai Tàu Cộng là bọn lang sói Việt Cộng đã đang tông dùng máu xương của hàng triệu thanh thiếu niên miền Bắc làm công cụ xâm lược miền Nam theo mệnh lệnh của Tàu Cộng. Trước hiểm họa xâm lược, quân dân Việt Nam Cộng Hòa đã bắt buộc phải tự vệ trong một cuộc chiến không ngang sức và bất lợi mọi bề trong chiến đấu. Chúng ta, những người lính Việt Nam Cộng Hòa, luôn chứng tỏ tinh thần dũng cảm trước quân thù, nhân ái khi bảo vệ nhân dân, luôn thi hành nhiệm vụ bảo quốc an dân. Người dân Việt Nam miền Nam nhờ lòng hy sinh tận tụy của toàn quân đã được hưởng một cuộc sống an bình để phát triển những giá trị nhân bản, trong khi đó toàn dân miền Bắc đã phải sống trong triền miên đói khổ, đọa đày dưới chế độ độc tài phi nhân Cộng sản. Để bảo vệ miền Nam trong an bình, hàng trăm ngàn thanh niên ưu tú của chúng ta đã phải hy sinh mạng sống khi còn rất trẻ,
phần đông chưa hề có được hạnh phúc gia đình. Ôi, cái giá của tự do vô cùng cay đắng. Có mấy người đã được sống ngày hôm nay trong tự do còn nhớ đến công ơn cao cả của những anh hùng vô danh. Cuộc chiến kết thúc trong ngỡ ngàng cay nghiệt. Bọn hung tàn lưu manh đã chiếm được đất nước thân yêu của chúng ta trong sự thờ ơ của người bạn đồng minh. Hàng trăm ngàn anh hùng đã hy sinh trong một canh bạc chính trị. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã bị khai tử để trao đổi cho một cuộc mặc cả nhút nhơ trong lịch sử. Trước cái chết của Việt Nam Cộng Hòa, các tướng lãnh, các sĩ quan và các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã hiên ngang tuấn tiết, đã làm cho toàn thế giới và cả quân thù khiếp phục. Sự uy dũng của quý vị đã lưu danh thiên cổ và đã minh chứng cho chính nghĩa rạng ngời của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sau cuộc chiến nơi hải ngoại lưu vong, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn canh cánh trong lòng ước mơ quang phục quê hương. Trong các phong trào phục quốc, Nam Tiến đã được phát động bởi những tướng lãnh sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Các vị đã anh dũng dẫn thân, hy sinh hạnh phúc cá nhân, chấp nhận hiểm nguy, tìm đường xâm nhập biên giới, mưu cầu giải phóng quê hương thoát ách cộng sản. Hỡi ơi, quý vị đã hy sinh khi sự nghiệp chưa thành. Hôm nay, nhân ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi khấu đầu trước uy linh chư vị chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa với lòng thành kính tri ân. Nguyện xin chư vị được vinh phúc nơi chốn vĩnh hằng. Khẩn xin anh linh chư vị độ trì cho Tổ quốc Việt Nam được độc lập, tự do và trường tồn. Cộng đồng người Việt quốc gia tại Việt Nam kính bái. Ngày 19 tháng 6 của năm 1965, thành phần Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia và Ủy ban Hành pháp Trung ương trong một buổi lễ ra mắt được tổ chức long trọng ở thủ đô Sài Gòn đã tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhận trách nhiệm làm lái quốc gia và làm thành phần tiền phương của quân dân Việt Nam Cộng Hòa, chỉ huy quân lực Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ đất nước. Từ thời điểm đó, ngày 19 tháng 6 được đánh dấu như là một cái mốc lịch sử, một chương mới của cuộc chiến đấu chống đại khối Cộng sản quốc tế của dân quân miền Nam, mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa là thành phần gồng gánh trách nhiệm lãnh đạo đất nước, xây dựng nền độc lập, tự do và dân chủ, bình định những mầm mống nằm vùng, bạo loạn. Ở tiền tuyến thì chỉ huy quân đội ngăn chống cơn sóng xâm lăng cuồng sát của đạo quân hiếu chiến Cộng sản Bắc Việt. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu sau khi đắc cử tổng thống đầu tiên của nền đại diện Cộng Hòa trong tháng 11 của năm 1967 vẫn tiếp tục cho tổ chức long trọng thể lễ kỷ niệm hàng năm ngày quân lực 19 tháng 6 với những cuộc diễn binh của tất cả các đơn vị và quân binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa để biểu dương sức mạnh và ý chí quật khởi của dân tộc Việt Nam chống xâm lược Cộng sản từ phương Bắc. Trong dịp này, chúng tôi nhận thấy có nhiều hội đoàn và thân hữu không ngại đường xa đã đến từ thành phố Toronto, Canada như Hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa vùng Ontario và Việt Tân chi bộ Toronto và đã được ban tổ chức thiết đãi rất nhiệt tình. Mộng Thu xin chào khán giả của Đài SBTN. Mộng Thu hiện đang đứng với anh Nguyễn Quốc Hưng là đại diện của đảng Việt Tân. Thưa chào anh. Dạ, kính chào Mộng Thu, kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa anh, có thể cho Mộng Thu biết nhận định của anh về dự luật đặc khu và dự luật an ninh mạng. Dạ, dự luật đặc khu là một cái hình dùng một cái mỹ từ trá hình để che đậy cho cái việc làm bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là điều chắc chắn, đó là điều không có thể nào chối cãi được hết. Và còn cái dự luật an ninh mạng nó được, cái dự luật đó được đặt tên ra nó đã sai từ cái tên của nó rồi. An ninh mạng có nghĩa là để tránh cho người khác vào đó ăn cắp cái danh tính cá nhân, cái chuyện cá nhân của người khác, ăn cắp tiền bạc ở trong tài khoản ngân hàng của mình. Chứ an ninh mạng không có nghĩa là kiểm soát xem người dân nói cái gì. Cho nên, nhưng mà và tôi không nghĩ rằng là cái dự luật an ninh mạng đó nó sẽ được Việt Cộng thực hiện một cách tốt đẹp, là vì 5 năm, 10 năm, 20 năm trước khi mà bắt đầu có Internet, người dân Việt Nam cũng biết rằng á, nghĩa là
nói những cái gì đúng về chế độ Cộng sản. Tôi không nói xấu nha. Cộng sản không cần nói xấu Cộng sản nó vốn xấu nhiều lắm rồi, không cần phải nói xấu thêm nó nữa. Chỉ cần nói cái gì đúng về Đảng Cộng sản thôi. Tất cả mọi người biết rằng là ai nói cái gì đúng về Đảng Cộng sản người đó sẽ bị đi tù. Từ ngày chưa có cái luật gọi là an ninh mạng đó, thì ngày hôm nay có ra cái luật an ninh mạng đó, tôi không nghĩ rằng là nó có cái tích sự gì đối với Đảng Cộng sản. Và cái luật an ninh mạng nó đưa ra chỉ là một cái hình thức run cây nhát khỉ thôi. Dạ, khỉ leo cây giỏi lắm, nó không sợ đâu. Hôm nay chúng tôi rất lấy làm cảm kích, sung sướng và vinh dự được quý vị cho phép chúng tôi tham dự Ngày Quân Lực năm nay. Kính thưa quý vị, kính thưa quý chú, quý bác, ngày mà Việt Cộng vào Nam tôi được 12 tuổi. Cái lúc bây giờ tôi không biết gì cả. Và bản thân tôi cũng chưa từng bao giờ được cái may mắn, được cái vinh dự như là các chú, các bác đã từng cầm súng bảo vệ quê hương. Nhưng mà sau này mình lớn lên ở hải ngoại và mình biết được rằng nếu như không có cái công ơn trời biển của các chú, các bác, không có những cái mà rất là nhiều người trong các chú, các bác hiện thời đang có mặt ở đây ngày hôm nay, thì chúng tôi không có được như ngày hôm nay. Và mặc dù rằng là sinh sau đẻ muộn, mà nghĩa là tất cả sẽ cố gắng hết sức bên cạnh các chú, các bác. Đến cái ngày nào đó mà các chú, các bác bảo rằng là không còn cần thiết nữa thì cực cháu thôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang tiếp chuyện với anh Tuyến, là một trong những cựu quân nhân đến từ thành phố Toronto, hôm nay có tham dự Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Buffalo. Kính chào anh Tuyến, xin anh cho biết cái động lực nào để mà anh đến đây để tham dự cái ngày lễ này. Xin chào anh và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài STBN. Tôi là Tuyến, một người lính biệt động quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sở dĩ chúng tôi có mặt hôm nay, phái đoàn của Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Ontario có mặt hôm nay là vì chúng tôi từ Ontario và Buffalo đã kết nghĩa với nhau trong tình huynh đệ chi binh. Hôm nay ngày quân lực, ngày tưởng nhớ lại những cấp chỉ huy, những người bạn đồng ngũ và anh em chúng tôi đã hy sinh xương máu, cũng như chúng tôi đã từng hy sinh những giọt máu, những cục xương, những miếng thịt trên mảnh đất quê hương Việt Nam. Một sự đau buồn cho chúng tôi là ngày hôm nay chúng tôi là những người lính xa quê hương. Đó là một chuyện chúng tôi không thể nào chấp nhận được. Và tôi xin gửi đến quý vị hai câu thơ. Cúi đầu tạ với quê hương, tôi còn một nửa đoạn đường chiến binh. Có nghĩa là chúng tôi còn sống, còn đi và còn chiến đấu. Cũng như tôi đã từng nói với bạn bè chiến hữu của tôi, tao còn sống, còn đi, còn chiến đấu. Vì quê hương, vì dân tộc, vì mày. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Trong ngày này, chúng ta lại bùi ngùi khi nghĩ đến nghĩa trang của những tử sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn bị san bằng và hủy diệt. Những người chiến sĩ thương phế Việt Nam Cộng Hòa còn bị chà đạp nhân phẩm và bị bỏ rơi ngoài lệ xã hội. Và trên tất cả, dân tộc Việt Nam vẫn chưa được cho sống như con người đúng nghĩa với những quyền lợi căn bản. Thanh Nguyễn, phóng viên của đài truyền FPTN từ thành phố Buffalo, New York. Kính chào quý vị.